xưa nay thì mình không làm cho mình mà làm cho một người thân yêu của mình đã làm và chị thì mình để xem coi à, khi mà mình chăm sóc đúng cách, mình chăm sóc đều đặn thì thấy da mặt sẽ khác hẳn. Bởi vì sao? Bởi khi mình lớn tuổi á, cái da mặt mình nó không có đẹp nữa. À, thứ nhất là mình sẽ thấy là cái da của mình nó sẽ bị tệ nè, rồi mình có những cái đốm đốm nâu nâu á, rồi mình có những cái mình nói là những cái mình nói là thịt luôn á, nó xuất hiện trên cái mặt của mình nè. Mà mình thấy rõ ràng khi mà mình sử dụng cái máy này, thứ nhất là mình sử dụng cái rửa mặt này. Rồi sau đó mình dùng cái máy nó rất là hiệu quả luôn á. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng cho bà chị của mình nha. Bây giờ mình bắt đầu rửa mặt trước. Hello ai ha? Hello, chào mấy chị. Chào, chào mấy chị. Bây giờ mình rửa mặt bằng máy, mình đi spa. Bây giờ mình làm mặt cho Phượng ướt nha. Giờ chị tự nha, bữa nay mới gặp. Chào các bạn nha. Bắt đầu mình sẽ làm ướt bằng cái này. That's it. Done. Rửa mặt mà khô đúng rồi, vậy là cái makeup nha.
thì mình chỉ có lấy cái này ra nha, mình rửa thôi, rửa. Ok, nhưng mà bây giờ mình có rửa mặt cho bà chị thành trắng nha. Ok, mình lấy đi cái lớp dơ trước khi mình làm cái máy facial. Rửa mặt đó thì mình rửa hai lần trong một ngày. Còn cái máy facial mình sắp sửa sử dụng á thì mình xài từ 1, 2, 3 lần cũng không sao. Tại vì xài nhiều cũng không ảnh hưởng, tại vì mình thấy người Hoa, người Đại Hàn, các người Hàn Quốc họ xài mỗi ngày luôn, cái da mặt của họ đẹp lắm. Còn mình tươi. Còn cái máy facial spa đó chị Phượng, em sắp sửa xài cho chị. Cái da mặt của người ta rất là đẹp.
còn nhìn đó hả, đôi khi một tuần làm có một lần, hai lần, có người ăn sáng có một lần, người làm thế nào đẹp thì sẽ làm đều cái gì khác thì đều làm. Bởi vì cái máy này nó xuất hiện thị trường cũng khá lâu rồi, mà nó khá nổi tiếng, chứ không phải là nếu mà nó mới xuất hiện người ta nói là không có kết quả. Máy này còn rất là có kết quả, bởi vì nó ra thị trường bao lâu á, qua khoảng bao lâu vậy? À, mấy chị cho mình hỏi cái máy này hổng dài sale á còn không ta? Còn hả? Nó nhân rồi. Mình bỏ treo lần thứ hai. Mình làm hai người làm bà khách khoái chết. Sao chị? Có như thế nào chị kể cho em nghe chứ cậu. Nó hôm qua làm cho người khách đó. Dạ. Làm dạ. Xong bà khoái quá trời. Dạ. Cái bà, bà em hay là sao? Hai chị, hai chị em. Đó. Dạ. Chị có chụp điện phone áp đơn của bà chị không cho bà coi không? Có. Hay quá hả? Ở dưới cái càm bả đó nó bự lắm. Vậy em chạy nó lâu chút đó, cái nó từ từ nó thon lại, bà thấy bà khoái quá. Rồi bà nói cho bà em hay là bà chị vậy đó, xong rồi bà chị cũng muốn làm nữa. Hẹn tuần sau thứ bảy lại làm. Bà cái điều này mình gọi là nâng cơ, chứ thật ra cái máy này nó không nhiều lắm. Em với
giới thiệu cho một số người mình làm cái khoa khổ. Khi mà người ta làm mình phải là đều đặn nha, mình phải nói là phải sử dụng, chứ mình nói mà đem máy này về mà không làm thì nói nó không có hiệu quả thì cũng tội bỏ cái máy lắm ha. Có kết quả người ta nói là có kết quả thì phải cái đó mình thật gặp, có nghĩa là em da mặt cho người khác người ta xài trong 3 tháng liên tục là bắt đầu đã có cái thấy rõ rồi. Nhưng mà một người bạn của mình họ xài cái máy này bây giờ là 2 tháng hơn. À, ban đầu á thì họ cũng có cái máy này nhưng mà họ không tất cả, họ để đâu cả 100 giờ á. Đến lúc mà em nói chuyện với người ta không, người ta nói cái người ta xài nhau bây giờ là ta xài rất là thường xuyên luôn. Và chỉ nói là cái da mặt của chị hả, nó kém nhiều lắm. À, biết bao lâu, biết bao nhiêu năm trời cái da của mặt của người ta nám mà không có cái điều trị được hết. Và bây giờ cái da mặt của chị nó là 70-80% nó thay đổi thì đó là cái vấn đề nám rồi nha. Rồi khi mình thấy cái da mặt của mình khi mình lớn tuổi nó có những cái thay đổi thì như là cái một thành tích mình xài cái này một thời gian thì mình thấy là từ từ nó lạc đi. Cho nên đó là cái do tại sao mình thấy những người mà xài về cái nhất mình không có đoán được cái độ tuổi của họ là bởi vì cái da mặt của bạn nhất là cái người xã hội của mình thôi mà, bởi vì mình mới có dịp mình đi mình mới thấy khi mà họ về họ tham dự cái chiều ven đó là những người hoa đặc biệt Hàn Quốc, mình cứ nói đi nó là cái loài người bởi vì thấy rất là rõ. Từ khi mà họ nói cái bí quyết của họ là gì, họ xài rất là thường xuyên. Mình biết là ở Hàn Quốc đó, ở ngay cái thành phố trung tâm lớn của nó đó, một dãy building thật là lớn của công ty này nó chiếm một cái chỗ rất là lớn bởi vì nó phát triển rất là mạnh ở Hàn Quốc. Con cháu mà nó qua hàng cái này nó u và hai bên trời còn chiều nãy cái gì đấy dùng mà đem điện giá của Hàn Quốc cái giá đẹp hết Hàn Quốc họ dùng cái máy gì nhiều lắm. À, chính ra thì họ sử dụng của cái công ty này nhiều lắm. Họ họ xài cái sản phẩm của công ty này đi học đi mình thấy thì đâu có xa đâu, tại vì Hàn Quốc á, đưa qua Việt Nam bán. À, Hàn Quốc làm lấy tiền đó, người Việt Nam rất mua lấy tiền đó, mua lại của hãng của Mỹ xài. Tại vì khi mà họ nói chứ sản phẩm này mắc, dạ chẳng có, nếu mà so sánh với lại của những nước khác chẳng có. Đó là cái lý do tại sao mình không mắc. Mãi hoa biết tại sao nó không mắc mãi hoa. Ấy này mình nói là ồ cái giá này nó cao lắm, nhưng mà theo ý áo là ai hoa giải thích cho chị. Dạ, cái chị có cái giá của nó là chị. Dạ. Mình mua mấy cái đồ giờ rẻ tiền thì mình xài, mình mua mình xài nó hiệu quả là mình cảm thấy nó rẻ rồi chứ nó mắc chút nào đâu. Nếu mà mình xài những cái thứ nhiều đắt tiền nhưng mà cái da mình không hợp mình ăn cũng không ngon lắm. Còn mấy bây giờ mình thấy cái này nó giá phải chăng là đơn giản chỉ làm một cái facial thôi, chỉ 2 tiếng đồng hồ nó chồng 60 đồng rồi. Thì mua cái máy chỉ xài cả đời, công ty nó bảo hành 3 năm luôn. Khi cái hả có gì thì vào công ty mà em thấy cái máy này em dùng hơn 3 năm 4 năm đây rồi, mà nói thì vào công ty làm gì đâu, tại vì nó sao vẫn xài tốt thôi, mình thấy kem thì mình mua thôi, thì sao mà mắc được, quá rẻ luôn á chứ. Nói tới cái máy chị mới nhớ, đây là cái máy kỷ niệm của chị, cái vết màu đỏ này là khi mình mới mua đó, cách đây gần 5 năm. Tại vì chị là rất là đặc biệt. Đúng rồi, mình mua là 2014 à, 14 bây giờ 5 năm thôi chứ. Chá, chị mua hồi tháng 27, tháng 8. Rồi, xong rồi. Bây giờ mà mua bao nhiêu? Mà trời điện thay đáp bốn, tháng mấy trăm rồi, mấy năm rồi chứ ra giá rẻ. Lấy lại vốn rồi. Trời, quá luôn chứ, lại vốn gì chị? À, vốn luôn rồi. Vốn với tiền lời lấy luôn rồi. Đi làm cái chỗ bên ngoài 60 đồng mỗi giờ. À hả? 60 là rẻ đó, có chỗ có trăm á. 60 là rẻ đó. Nhưng mà nó không ăn được tầng. Mà cái quan trọng mà em thấy là cái hiệu quả cho cái da mặt của mình nó đẹp. Hiệu quả nó khác mà. Cái hiệu quả mới là cái quan trọng, bởi vì cái mình tìm kiếm là cái
Máy này mình đi lần đầu tiên là thấy kết quả 20% rồi. Giống như hôm qua em làm cho bà khách đó, thấy liền đó. Bà thấy bà thích quá đi. Rồi bây giờ bỏ cái gel mát lên ha. Rồi, cái gel mát của mình gần hết rồi, phải order rồi. Phải order. Vừa đủ xài tới nay. Order. Ồ, ngày mai nói về nhớ, trưa mai mình nhớ là mua, sáng rồi nó chị. Yeah, hồi sáng này mình tưởng bữa nay vô. Em vô em kiếm thêm một cái không có. Thì đó, em cũng cần cái đó đó. Cái thằng cháu nó cũng muốn nữa, nó biểu order giùm. Cái phép bà Minh nó good lắm. Mai tranh thủ vô. 12 giờ bắt đầu mà phải không chị? 12 giờ bên mình mà phải không? Hình như người cho có 10 order. Chị có trên nhau á, chị đang mua nhiều tại vì cái đó nó làm mà trên spa và massage cái thân còn cái nước đã hóa học cái chân đã. Sao đi nha. Đang học mà. Ta đang nói cái hiệu quả của cái mặt. Bởi vì mình không có cơ hội. Nhưng mà tính lại đó là bữa nay mấy cái giá
Nam có đó. Nhưng mà U Nam cũng xài nữa chị. Người ta xài đó thì người ta bây giờ đó, đặc biệt là U Nam rất là quan tâm tới cái da mặt của mình nha. Mình thấy mà bây giờ có cái gì rất là hay, mình thấy trên Facebook của mình, Facebook đúng không? Thì mình thấy ô anh nào cũng vậy, kết bạn với mình toàn là chăm sóc da mặt không ạ. Thì mình mới nói wow, thứ nhất đây có phải là cái xu hướng hay không, khi mà mọi người bắt đầu quan tâm tới cái da mặt của mình. Và khi mình nói phụ nữ thì mình quan tâm tới, nhưng mà thật ra phụ nam cũng quan tâm tới phụ da mặt của phụ nữ là sao chứ, đúng không? Thành ra đây là một xu hướng rất là tốt thôi, chứ không có gì, bởi vì ai cũng muốn đẹp, sạch sẽ, khỏe và mình có thể làm được các bộ nơi ở nhà, đi travel hay là đi chơi hay là đi làm, cái máy này vẫn làm được. Cho nên đó là lý do tại sao mà chị em mình vẫn lên để mình vừa làm vừa chia sẻ. Thành ra mình sắp sửa rửa mặt cho chị này rồi, thành ra chắc có lẽ là mình chia tay ở đây đi. Ok. Mình chỉ cần rửa cái mặt cho sạch thôi, rồi khi mà mình có bất cứ cái loại dưỡng da nào cứ sử dụng. Để chị chụp hình. Anh chụp hình hả? Chụp hình. Ok, cho mình đợi chút xíu, mình giữ mặt này nó hơi to chút xíu thôi, nhưng mà Love Me Spa is treatment cleanser, and facial spa is to make you more younger, 20% at the first time to you. Chụp chưa mấy chị, chụp chưa? Yeah. I have it too. Right here. This is a for iPad and black giữa mặt. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi, good night, bye bye. Em đi giữa mặt rồi. Bye.